Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi. Chào tất cả quý vị trong trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hoa Trường Nhân. Năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang. Và hiện tại là nhân viên cơ khí, làm và sống ở trên khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ở trên Bình Dương. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn hỏi quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Gấm. Năm nay em 23 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ở đâu em? Em ở Bắc Tân Nguyên anh. Bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của dạ, mình. Dạ, điểm mạnh của em đó là em rất là gọn gàng sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ, em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Và nhược điểm của em thì em là một người rất là nóng tính, khó chịu với mọi người khi mà xảy ra xung đột. Em hơi run trước đám đông. Hay khó chịu với mọi người là tất cả mọi người luôn. Dạ không, khi nào mà xảy ra xung đột em rất là nóng tính, xử lý tình huống theo cái cảm tính của mình. Thôi cái đó không sao, mình từ từ mình sẽ tiết chế lại được ha. Dạ. Rồi bà bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì rất là đam mê ca hát, thích đi câu cá, chăm chỉ trong công việc, có thể nấu ăn được. Dạ. Ở Nam Tân Nguyên thì mình câu cá ở đâu anh? Thường thường anh đi qua Đồng Nai cho anh đi câu ở sông Đồng Nai em. Dạ. Anh cao 1m bao nhiêu anh? Cao 1m77. Được không em? Đủ chuẩn không? Dạ được chị. Anh có thích một người con gái có chân ngắn không anh? Dễ thương chứ không có gì đâu. Anh không hỏi em cao mét bao nhiêu hả? Chắc cũng khoảng 1m6 á. Em chỉ 1m52 nhưng anh đến yêu dịu dàng. Không sao cả, chiều cao không quan trọng, quan trọng là tính cách con người. Anh ơi, anh lên đây lâu, đi làm lâu chưa anh? Khoảng được 3 năm mấy em. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khi xưa còn đi học là anh cũng trải qua 3 mối tình. Nhưng hiện nay thì lâu quá em cũng chưa có định quen ai. Hôm nay lên đây cũng có thể là cái duyên để anh gặp em đấy. Anh có muốn làm rể ở Bình Dương luôn không anh? Cũng có thể, nhưng mà cái này thì để xem xét lại. Dạ, tại tính chất công việc của em á thì em khó có thể thay đổi lắm. Vấn đề này thì ăn thua anh với em, sau này bàn tính lại thôi em. Nếu mà ở đâu rồi có công việc ổn định và chăm sóc đủ cho con cái thì anh cũng có thể anh ở đây đó em. Còn em gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ có mối tình học sinh với lại sinh viên thôi anh. Từ lúc ra trường tới giờ thì chưa có quen ai. Mình mà mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em là phải cao 1m65 trở lên, không hói. Còn gì nữa không? Em lướt qua cái đó đi em. Dạ có nước da ngâm, em không thích đẹp trai lắm. Em chỉ cần người đó biết lễ phép, biết yêu thương mình và biết chăm sóc cho mình được rồi. Em ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét những người mà bao hoa có cái gì cũng khoe khoang ra hết. Cái mẫu hình lý tưởng cụ thể của em là gì? Có thể giống ai không? Dạ em thích Trung Dậy, Bùi Tiến Dũng. Điền anh có thích chơi thể thao không anh? Thích chơi đá banh không? Có nhưng mà không có hay. Công ty anh thường cuối tuần là đi ra sau công ty đá. Em cũng thích đi theo cổ vũ cho người bây yêu mình đá banh lắm. Ở bên đây là phong độ của em. Chờ dẫn em theo với nha. Ok, nếu em có thể. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Chào chị. Dạ, em thích thì cao, thon, dễ nhìn, biết lễ phép với ông bà cha mẹ. Em nói cái này giống như tế nhị tí xíu thôi nghe chị. Thì đừng có hói với đừng có hô được rồi. Còn mấy tiêu chuẩn khác thì em không cần quan tâm. Gì nữa, gái nào mà hói với hô? Cũng có thể là tráng dồ nữa chị. Tráng dồ thì thông minh chứ. Lần đầu tiên tôi nghe đàn ông lên kêu gái đừng có hói với hô rồi đó. Giờ tôi nghe toàn con gái yêu cầu con trai không hói với hô mà mặt anh Linh anh đã nhăn rồi kìa. Còn cái gì nữa không? Không chị, chỉ nhiều thôi. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng tháng 8, tháng 9 năm sau. Hoặc là nếu mà không thể thì 2020. Ủa có coi ngày hay sao mà chọn tháng 8, tháng 9 năm sau? Tại vì em năm nay 28 thì một là 29 hoặc là 30 thì nó chuẩn hơn tí. Hai bạn hình dung nhau qua rèm đi. Em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ anh bên kia chắc là rất là cao, to con, tóc tai chứ ăn mặc gọn gàng. Còn bạn trai hình dung em gái như thế nào? Chắc cũng khoảng 1m55 đảo lên. Có ngoại hình thon và cao, nói chuyện chắc dịu dàng. Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn anh? Tóc xõa ngang vai hoặc là dắt ngoài sau gì cũng được. Đừng có giống mà nam, bực nữ đừng tính. Đừng có để tomboy rồi ha. Dạ đúng rồi đấy. Thôi để anh kiểm tra bên đàn gái thế nào nha. Dạ, chào anh. Chào cô gái, dễ thương.
giọng cao vút luôn ha. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai phong phong độ hơn là Trung Vệ Bùi Tiến Dũng. Trung Vệ Bùi Tiến Dũng, dạ. Đúng không? Người miền Tây thật thà chất phác nữa. Dạ, mũi cao không anh? Mũi cao. Dạ, em thích những người mũi cao. Tại mũi em mũi tẹt, em không thích mũi. Bây giờ á, là nếu như anh không chịu ở để Bình Dương thì sao? Dạ, cái đó chắc em phải xem lại chứ, tại việc làm của em á, cũng khó thay đổi lắm. Sao em làm gì mà khó thay đổi? Dạ, em đang công tác tại phòng nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đâu có sao đâu. Dạ, với lại nhà em ba mẹ là có 4 đứa con gái thôi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần. À, cái này là quan trọng lắm đó nha. Dạ. Bởi vì em dứt khoát là em không thể đi được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Quan điểm như vậy đó em suy nghĩ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi ha, rồi một chút mình sẽ trò chuyện với nhau. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trong trường quay ạ. À, nãy giờ có ngồi xem và quan sát thì bên nhà trai bên này cao ráo phong độ. À, đặc biệt là tính tình thấy cũng điềm đạm, mình có vẻ trưởng thành đàn ông. Bên gắm chỗ nhà em thì mọi chuyện trong nhà cũng đảm đang lắm, gọn gàng. Ví dụ như hai bên thì có những điểm nhỏ gì chưa hài lòng về nhau á, thì mình cũng du di mình bỏ qua cho nhau cơ hội tìm hiểu sau này biết thế nào thì có thể mình thành đôi thì sao. Rồi, cảm ơn chị. Em đi với ai? Dạ em đi với hai ship và hai đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, toàn thể quý khán giả trong trường quay. Theo em á, thì bạn Nhân thì công việc rất nhiệt tình. Tiếp xúc lần đầu thì có thể là nhìn thấy bạn ấy có thể là lạnh lùng một xíu. Một vài lần thì bạn ấy rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Bạn gái bên này thì mình thấy là lanh lẹ nhưng mà cũng rất là lý tính và nụ cười rất là tỏa nắng. Nam Tân Uyên và Bắc Tân Uyên là rất là gần nên là cũng rất dễ để cho em tìm hiểu để sau này trao nhau cái cơ hội để mình tới những con đường nó tươi sáng hơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Hôm nay anh có món quà nhỏ tặng em, chúc em xinh đẹp. Dạ, giống như hoa nè. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là cuốn sách em rất là tâm đắc nên em tặng anh, nhớ là đọc với lại giữ kỹ nữa giùm em nha. Dạ, em cảm ơn anh sẽ trân trọng nó. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh đúng là cao to con thiệt. Chắc anh rất là hiền đúng không? Anh biết hát không? Biết em. Vậy anh hát tặng em một bài được không? Xin gửi đến quý vị khán giả và anh chị với anh em trong trường quay trong đây. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiếm như chiếm ngự hồn anh. Đó, hỏi em gái, cảm nhận em cảm nhận anh ca như thế nào? Anh hát rất là hay ạ. Mình bù trừ với nhau, em hát không được hay cho lắm. Hát hay không bằng hay hát đâu. Dạ đúng rồi, em cũng hát thôi nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Mình hẹn hò hay một tuần á, em với anh có thể gặp nhau mấy lần được không em? Có thể là cuối tuần thứ bảy chủ nhật, cũng có thể là như vào những ngày thường đó em. Anh có gì hỏi em không? Thì anh thấy em cũng xinh đẹp như gì thì cũng đạt cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh thì muốn sống ở gần quê của anh. Nếu ở đây Bình Dương với ở đây thì nó không có xa, nhưng sau này thương nhau thì chắc tới đâu nó cũng sẽ đến được. Quan điểm của mình về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Mình chia sẻ với nhau một chút xíu. Theo em á, thì lúc mà trong tình yêu á, mình cần phải chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Chứ đừng có mà đi đâu, em đi với ai. Sau này em, cho dù em có đi qua đêm hay đi chăng nữa thì em cũng đừng có nhậu nhẹt, bời tha là được rồi. Dạ. Đi qua đêm đi đâu? Nhiều khi đi du lịch đó chị. Anh có thích đi du lịch không? Có, anh cũng muốn đi du lịch đây đó lắm mà tại vì hiện tại thì công ty thì làm thì mỗi năm cho đi một lần. Dạ. Nó hơi khó chứ không phải. Anh có đi Sapa chưa? Chưa em. Dạ, em cũng mong là có một ngày nào đó thì em cũng được đi Sapa. Anh sẽ tạo điều kiện cho em đi. Dạ. Hai bạn nhìn nhau đi,
rồi mình nói cái cảm nhận ngày hôm nay mình ngồi ở đây mình cảm nhận như thế nào rồi chúng ta quyết định. Mong em thì cố gắng và làm việc, anh cũng sẽ cố gắng làm việc ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì anh cũng muốn là sau này cũng lanh lẹ như vậy. Dạ. Và mãi xinh đẹp nha em. Em cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau thời gian khá dài ha. Bây giờ động lại trong gì, trong mình một cái gì, chúng ta hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có rung động chưa. Đây có phải là người mà mình chọn để đi với mình suốt cả cuộc đời hay không? Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Hai bạn thì cũng trưởng thành rồi, cũng am hiểu rất là nhiều ha, cũng đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Vấn đề quan trọng vẫn còn một chỗ là chúng ta phải tìm được tiếng nói chung. Đó là ở Bình Dương hay về An Giang. Nhưng mà mong rằng tình yêu nó sẽ đủ lớn để chúng ta có thể quyết định được điều đó. Anh như là tên tuổi này, năm sinh, nghề nghiệp hiện tại của anh, như là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì thì mình chủ động chia sẻ cho chương trình nhá. Rồi mời anh. Chào chương trình. Đầu tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới chương trình. Chúc chương trình mang lại cho mọi người những cái điều mọi người mong muốn nhất trong cuộc sống, đó là có được một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tôi sinh năm 1977. Tôi sinh sống ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp chính của bản thân thì tôi là một giáo viên, cũng đã công tác trong nghề được 20 năm rồi. Cũng là cái điều không mong muốn của mỗi gia đình. Thì cách đây cũng khoảng 5 năm thì vợ chồng tôi cũng đã đi đến một quyết định ly hôn. Sau 5 năm thì con cái cũng khôn lớn rồi. Tới bây giờ tôi cũng muốn xây dựng cho mình một cái gia đình mới. Bản thân tôi thì cũng là một người có cái lối suy nghĩ cởi mở, sống thoáng tính, không muốn gò bó vào những cái khuôn khổ phép tắc nhất định. Tuy nhiên thì những cái bản sắc văn hóa của người Việt thì luôn luôn phải gìn giữ và bảo tồn. Tuy nhiên nó cũng không quá cứng nhắc. Cuộc sống gia đình thì nói chung thì bình thường, không giàu không nghèo, đủ sống. Bản thân tôi thì nếu phải nói về điểm yếu thì nói chung cũng có một tí hơi nhút nhát. Cũng rất mong chương trình giúp cho tôi có thể tìm kiếm được người bạn đời mới của mình để đi nốt cái quãng đời còn lại, để dùng cái gia đình mới hạnh phúc. Tiêu chuẩn chọn bạn đời hiện tại của anh là gì ạ? Là như thế nào ạ? Tôi thì cũng lớn tuổi rồi, cũng năm nay cũng 45 tuổi rồi. Mong muốn tìm cho mình một người phụ nữ phải trên 30 tuổi tới 40 tuổi. Cũng mong muốn tìm cho mình một người phụ nữ nếu mà được thì sống, sinh sống và có cha mẹ tại Bình Phước hoặc là những cái tỉnh lân cận. Cũng không cần tìm một người quá đẹp hay xuất sắc hay tài giỏi hay gì cả, là một người phụ nữ bình thường, có tính nết hiền lành nhung mì là được. Cả anh có con không ạ? Tôi có hai con gái. Hiện đang ở với anh hay đang ở với cả mẹ? Ở với mẹ. Một cháu lớn thì năm nay tốt nghiệp đại học rồi, còn một cháu nhỏ thì năm tới là vào lớp 11. Nếu mà tìm được cho mình người phù hợp mà cùng hoàn cảnh với mình, cũng có con thì mình về ở với nhau thì mình có nuôi được cả con của người kia không? Anh có lo được cho người ta không ạ? Xin phép chị thì
cũng không phải là một cái yêu cầu cao của bản thân, nhưng tôi muốn tìm một người phụ nữ chưa có con. À, về ngoại hình thì anh có thể nói kỹ hơn được không anh? Ví dụ như là chiều cao này, rồi là gầy béo như thế nào? Cái đó thì cũng không nhất thiết quan trọng đâu chị. Con người ta thì ông bà mình nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Quan trọng là cái tính nết, cái lối sống, cái đạo đức của con người là quan trọng nhất. Còn gầy béo, ốm, cao, lùn, mập gì, cái điều đó nó không quan trọng lắm. Rồi, cảm ơn anh. Thì hôm nay chương trình cũng là buổi casting đầu tiên. Nếu mà mình được lựa chọn vào vòng tiếp theo và chương trình tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể. Cảm ơn anh hôm nay là đã tham gia chương trình casting chương trình. Rồi. Sinh năm 1990, quê quán em là Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Hiện tại em đang làm công ty tư nhân, là công ty gỗ. Làm ở dưới đó luôn hả em? Dạ, em làm ở Bình Phước đó chị. Ủa, là quê Cà Mau nhưng làm ở Bình Phước? Dạ. Rồi, ở trên Bình Phước là thuê nhà hả? Dạ, em ở tại công ty luôn chị. Rồi mình chia sẻ một chút cái điểm mạnh, điểm yếu đi. Dạ, nói chung là điểm mạnh của em là tự lập, vui vẻ với mọi người, hòa đồng với mọi người, mọi công việc. Còn điểm yếu của em là đôi khi buồn là ở nhà một mình, có điện thoại chứ không có đi đâu. Rồi tình trường mình như thế nào? Dạ, hiện em cũng có gia đình nhưng mà đã ly hôn được 2 năm rồi chị. Em có gia đình rồi nhưng mà đã ly hôn được 2 năm. Rồi tại mình chia sẻ đi lý do tại sao mà mình ly hôn, có con gì chưa em? Dạ, em được 2 đứa con mà mẹ bên mẹ tại bất đồng. Rồi em, cái lý do mình ly hôn á, cụ thể là cái gì? Dạ, nói chung thì trong làm ăn nó chỉ là mọi người dạ, vậy em xin phép xin nghe xíu nha. Anh Vĩnh ơi. Thôi ơi, có một anh đang vô nữa kìa em ơi, em coi anh đó như thế nào. Chưa tới thì mình phát ra giúp em ha, cho đỡ ồn giúp em ạ. Không, hình như là bạn hồi nãy vừa mới cát xong á, bạn Vĩnh đúng không? Dạ, anh Vĩnh ơi, em tắt gọi giùm chị đi. Dạ, dạ, nghe chị ơi. Em tắt cuộc gọi giùm chị đi. Em bấm nút đỏ, bấm giùm chị. Rồi ok bạn là nãy bạn nói là tên gì? Văn Kha hả? Dạ Lưu Văn Kha chị. Rồi bây giờ nè thì mình là làm trên đó là dậy lên, nó làm lâu chưa? Được mấy năm rồi? Dạ em làm nó cũng được gần 2 năm rồi chị. Làm công nhân trên đó là ly dị xong rồi lên đó luôn á đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ nói chung thì em không cần bạn gái nữa. Thì sao nhưng mà chỉ cần là gặp đầu là cùng chúng với em là đi hết đường lại để lo sau này lâu dài. Nhưng mà em tìm ở trên đó không có hay sao? Tại vì là môi trường công nhân chị nghĩ là mấy cô gái nhiều lắm á. Dạ nói chung thì công việc của em thì em làm từ sáng đến chiều rồi chị nói chung rồi về mà ăn cơm xong rồi chỉ nghỉ ngơi thôi chứ cũng không có đi đâu chơi chị. Rồi làm chung không có luôn mà. Dạ không. Chỗ em làm là thanh niên không mà chị? Hả? Rồi. Nhưng mà bây giờ sao mà chị thấy vẫn còn buồn buồn á? Thì em nghĩ là giờ bạn gái chọn em sẽ là vì cái lý do gì nè? Cái điều kiện hay là em có những cái điểm gì mà em nghĩ bạn gái? Nói chung thì em cũng không có điều kiện gì để cho bạn gái thích. Nhưng mà nếu mà người bạn gái thích em, nếu mà người bạn gái thích thương em thì em có thể lôi cho bạn gái đó vui vẻ. Sẽ thích em. Lo bằng cách nào? Ví dụ thu nhập của em thì bây giờ ổn hay không? Hay là có định hướng mình đang... Dạ...
thu nhập của em thì cũng khoảng 13 và 4 triệu một tháng rồi chị. Nhưng mà nếu sau này chuyện lâu dài sau này thì hai đứa lấy nhau cũng thể vượt qua em sống cũng được, mà cái đó thì theo quyết định của bạn gái em muốn sống bên bên đâu cũng được. Rồi bây giờ cô đó cũng ly dị đang nuôi con được không? Dạ dạ cô đó thấy bao nhiêu tuổi chị? Thì em thích bao nhiêu tuổi? Thì em 32 tuổi đó, nhưng mà em cũng tuổi tác em quan trọng. Miễn vậy sao? Mà cũng hỏi bao nhiêu tuổi nữa thì nãy hỏi hỏi tuổi thì bây giờ 50 tuổi cũng được đúng không? Đâu dạ. Quan trọng đâu. Dạ không có gì đâu. Em xin lỗi. Vậy thì ừ. Thì miễn sao mà hai người hợp với nhau là... Nghĩa là miễn hợp ý, tuổi tác không quan trọng đúng không? 50 được không? Thì ý em sao nè em, hoặc là lớn hơn em là 3 tuổi thôi hay là như thế nào? Dạ cỡ 35 tuổi trở lại chị ơi. Rồi, nhưng mà bây giờ người ta ly dị, người ta đang nuôi đứa con được không? Dạ được chị. Ừ sao nãy hỏi tới đó thấy suy nghĩ quá nha, không thích hay sao? Dạ có chị, em cũng đã từng trải mới rồi. Ừ, ừ. Con em bây giờ em còn thăm không hay còn gửi tiền bên đó không? Dạ không chị, đôi khi Tết về ghé thăm con chơi con được một hai ngày mà em cũng cảm đi làm. Rồi không có chu cấp gì hết hả em? Dạ nói chung lúc trước thì hai chồng cũng đi làm cũng được một cái kiểu một số vốn đó chị. Ừ, rồi lúc hai chồng ra tòa thì em để lại phần đó để vợ em có con hay nhỏ. À rồi, em có bài lẻ gì không, ca hát hay là đọc thơ gì không, thích cái gì không, văn nghệ, văn gừng rồi đó. Em chỉ thích văn nghệ thôi. Ừ, làm gì được nè, thấy văn nghệ là vui lên liền á. Hát đi vài câu coi, phận là con gái gì đó cũng được. Mắc cỡ chị ơi. Gì vậy, ở đó đang có ai hay sao? Dạ không có chị. Dạ không có chị. Hát đi, trời, mình bây giờ muốn lên kiếm bạn gái cũng dễ lên. Hát vài câu coi. Tụi chị, rồi bây giờ em vượt qua cái vòng này là mình mới vô mình có bạn gái được. Nên là cố gắng lên. Này có ai đâu đâu cái này ở kiếp chương trình không ạ? À. Dạ. Ừ, ca cổ, ca gì đó được rồi hát luôn. Dạ thì cho ca một khúc nhạc trẻ đi chị. Rồi rồi, mời em. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy, bây giờ lại xa lạ. Con đường tình do anh một mình đành lặng lẽ. Nhìn em bước về ta cầm tay với ai? Ánh mắt đôi môi ta đã chốt chào, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại? Rồi xong rồi, cảm ơn em ha. Trời hát dữ dội luôn á, mà nói ngại ngùng như ca sĩ luôn. Rồi nếu như được chọn chương trình sẽ liên lạc với em sau nha. Dạ. Rồi dạ cảm ơn anh. Rồi em kết thúc cuộc gọi nha. Dạ anh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Cảm ơn, chào anh nữa. À, em chào anh Thiết nha, nghe chương trình nó rõ không anh? Dạ nghe rồi. Dạ rồi anh, bây giờ mình ngồi xuống cố định để bắt đầu phỏng vấn ha. Dạ. Dạ rồi, lát mình nói chuyện to rõ giúp em nha. Thì hôm nay có các chị dạ. Biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn và trò chuyện với mình ha. Thì bây giờ em dạ. Vui lòng mời anh giới thiệu đầy đủ thông tin họ tên cũng như là công việc của mình nha.